tay tượng nè, trời ơi quá trời to luôn rồi nè, hết hồn mất cá tay tượng quá trời luôn nè, trời ơi sao hết rồi nè, hết trà bá phía trên mất trời nè. Trời cô đây. Trời quá trời ngon luôn. Trời ơi nè, trời ơi nè. Hoàn toàn cái lớp đồng cả nhà. Trời ơi. Cao Tùng Vlog mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện giờ thì mình đang có mặt tại chợ Ngã Bảy của thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang. Thì mình sẽ dạo quanh một vòng của chợ Ngã Bảy để gửi đến bà con những hình ảnh thân thuộc và những tiểu thương đang buôn bán ở trong chợ hiện giờ như thế nào, thì mời tất cả mọi người nha. Bốc lên nữa, chất chồng kính mời và kính mời. Rất là nhiều cái món ăn ở phía trước cái lòng chợ của Ngã Bảy nha cả nhà. Đây bán xôi gà.
chợ ngã bảy này thì mình thấy bà con tiểu thương bán hai bên đường rất là đông luôn, rất là nhiều sạp bán trái cây và những cái loại cá đồng rất là nhiều luôn. Giờ này thì tầm khoảng 7:30, không khí ở chợ rất là đông, rất là tấp nập luôn nha cả nhà. Bữa nay bán sổ 2 cái 150, đồng giá 150 ngàn 2 cái. Lần này đi vẫn là anh Bước Chân Miền Tây và anh Góc Nhà Quê cùng team của mình. Thì mong mọi người ủng hộ ba anh em nha cả nhà. Phía ở bên phía đường lộ bên kia thì rất là nhiều bà con bán rau cải nè. Mình sẽ qua bên đó để quay cận cảnh cho bà con xem nha. Sáng giờ buôn bán được không mấy chị? Hồi trước hình như là có cái chợ mà chợ nổi ngã bảy ở trong kia bán đông lắm phải không chị gái? Phía trong ha. Giờ giờ là chợ mới rồi. Giờ chợ mới hết trơn luôn hả? Mày lại chợ mới đó, mở chợ mới ra nè. Ở dưới đó bây giờ cũng còn ghe cộ gì không ha chị gái? Còn ghe cộ đầy đủ luôn hả? Dạ, anh đi dài cho lâu rồi. Chưa mà cũng còn mà, điều ít thôi giải tỏa mà cũng còn ít thôi chứ đâu có. Còn hết. Còn cái mấy cái ghe. Còn ghe cũng còn bán mà nhưng ít, ta trên bờ nhiều hơn dưới sông. Cô bán rau cải này cái nhà nó rất nhiều. Sáng con chạy xuống dưới bà con nó nói chợ đó dễ tỏ rồi. Dễ tỏ gì con mà nhưng ít. Thấy có cái nhà lồng nhấn tâm rồi. Ít ghe thôi. Không có, con quay chợ của mình thôi, không có gì. Có bà con mình bán đắt không? Em cũng chết. Dạ, quảng cáo cho bà con mình bán đắt lên nè. Mọi người chứ không lấy lại chạy cũng mà. Ở đây cũng đuổi nè cô. Rất là nhiều rau luôn nè, thấy ở đây có rau đắng nè, rau đắng đồng luôn nha, rất là nhiều rau đắng đồng luôn. Bên kia là mấy cái sạp bán dưa hấu rồi nha. Ồ, có lắm đồng hả cô? Trời ơi, quá nhiều luôn rồi, nhìn thấy ngon á, quá ngon luôn rồi. Cá sông hả chị? Cá ruộng, cá đồng anh đây. Cá đồng này mình bắt ở đâu? Ở vùng Nông Cường. Cá này là cá đồng, vùng Nông Trường. Ồ, cá lóc đồng nè. Nông Trường mùa xuân. Nông Trường mùa xuân nè. Cá này cá đi mà. Dạ, là trong đó đó ha. Quay đỡ lên nè, cá lóc này dưới này bự nè. Trời ơi nè, mấy trâu. Trời ơi nè. Hoàn toàn cá lóc đồng nha cả nhà. Cá đồng. Trời ơi. Cá lóc nè. Đó, quay đó, cái này là cá thiên nhiên. Chăm chăm luôn. Ừ. Có cái thùng cái canh gì đó hả? Ừ. Cái ngọng trong canh nó bị sống. Rất là nhiều hải sản khổng lồ luôn cả nhà. Ồ, quá trời luôn nè.
rất là nhiều hải sản khổng lồ nè. Còn ngon quá chị ơi, chị quay mấy mực nha. Hai bên luôn cả nhà, hai bên đường rất là nhiều sạp của bà con bán cá đồng nè, rồi rất là nhiều hải sản luôn, đó, quá nhiều luôn. Phía trước này thì bán khô nè, rất là nhiều khô luôn. Chị này bán hộp vịt nè, rất là nhiều hộp vịt luôn. Cái vị bà ăn bà tỷ đó hả? Ờ, con bà tỷ à. Quay hết cô bác luôn. Quay hết cô bác luôn. Là ghe của mình lên ở dưới đó là nó ra hay sao con? Cô bánh này bánh gì cô? Bánh dừa. Dạ bánh dừa ha. Bánh dừa. Ờ nhìn ngon quá ha cô. Nè mình làm bằng lá dừa hay gì cô? Ừ, lá dừa. Dạ dạ. Ở đâu mà không biết nữa. Rất là ngon luôn nè. Dạ. Này cô này bánh xôi nè. Công viên nha cả nhà. Trước này là công viên. Rồi mình sẽ qua phía bên lộ kia để quay mấy cô đang buôn bán bên đây này rất nhiều luôn nè. Giờ này khá chưa rồi cả nhà. Quá trời, cá tra to luôn rồi. Cá tra to quá to luôn rồi. Nhà mọi người giờ này đang đi chợ nữa nha, rất là đông nè. Con gì? Dạ con cút mà. Định gạt con hả? Định gạt con nó con gà nước thôi. Rất là nhiều hải sản rồi cả nhà, quá trời nhiều hải sản luôn. Thấy ở chợ này mấy cô bán cá đồng rất là nhiều luôn, quá trời nhiều cá đồng luôn. Đây thì bán chai nè. Dạ. Trời ơi. Làm gì bán nhau tiếp nó vậy? Mày lên mới bán ra đây nè mà giờ ế tưởng đâu đi Bình Dương bán rau nữa. Chứ không phải đi Bình Dương bán nước tương nha. Giờ này bà con đi rất là nhiều nè, rất là đông luôn nè. Giờ này khoảng gần 8 giờ trưa rồi cả nhà.
này bán bánh rất là nhiều bánh luôn nè. Bánh này bánh gì cô? Rất là ngon này cả nhà. Trời ơi, quá trời ngon rồi. Trứng phía trên đây nè. Rất là nhiều gian hàng bán rau cải phía trước luôn cả nhà. Quá nhiều luôn. Quá trời luôn nè. Đó, bên đây bán hải sản nè. Rất là nhiều luôn. Trước này là mình thấy có một cái gian hàng bán thịt heo nè. Đó, cô này bán heo nè. Hai bên đường luôn cả nhà. Hai bên đường bán rất là nhiều luôn nè. Rồi cô này bán bánh mì nè. Đó, bánh mì nè. Ôi anh góc nhà quê mua bánh mì ăn rồi. Anh đói nữa hay gì rồi? Anh đói nữa hay gì rồi? Bán ngay lọ luôn trời. Ngay lọ mì luôn. Vừa mới ra luôn nè cả nhà. Đó. Giòn bao ngon luôn. Quá trời luôn rồi. Mì nóng giòn luôn. Cô bên đây thì bán mắm nè. Có hợp lý luôn chà. Bán mì với mắm. Món này là mắm đúng không? Ở đây mình thấy có cô và hai bán nấm nè, rất là nhiều nấm luôn. Quá trời nấm luôn à. Dạ. Cô này bán vịt nè. Sáng giờ bán được không cô? Dạ. 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 Quá trời luôn. Mấy cô trước này bán rau cải nè, quá trời sạp rau cải luôn rồi. Dạ. Quá trời cô này bán rau cải luôn rồi. Quá trời không? Quá nhiều luôn rồi. Quá nhiều không? Dạ. Dạ. Rất là nhiều bánh luôn nè, mình thấy rất là nhiều bánh ở đây luôn nè. Quá trời luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo cái hướng vào trong chợ luôn nha cả nhà. Quá trời đông luôn nè. Rất là đông, mọi người đang đi chợ rất là đông luôn. Hai bên luôn nè cả nhà. Nè, phía bên kia nữa nè. Quá trời đông luôn. Đây mình thấy có bán bánh tét nè, những đồ bánh tét nhỏ nhỏ nè, rất là nhiều luôn nè. Đây là quầy một sạp bán bánh, chuyên bán bánh luôn nè. Ồ quá trời nhiều luôn nè. Quá trời nhiều bánh luôn. Đây là những cái nguyên một cái gian hàng bán bánh luôn nè, đủ loại bánh luôn cả nhà. Rồi mình sẽ đi đến phía trước nữa nha, để cả nhà xem nha. Ôi giờ này quá trời luôn rồi.
Rồi bà hai này bán. Bà hai nói như này thấy buồn quá bà hai. Cũng bán được bà hai. Dạ. Cảm ơn thật lên gì nè chứ đẹp. Dạ. Dạ. Chất lượng luôn. Dạ. Lên thêm cho tiếng nha. Dạ. Còn lớn không? Đi. Đi đâu? Ở đây có một cái sạp bán cao này nha. Cao với chậu nè. Cao với chậu nè. Đó, cao nè. Đó, những cái cao nè. Cao. Chị mua gì làm đám hay gì bà hai? Mua về cho bà già ăn. Dạ. Bà cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy? Khoảng 15 tuổi rồi. Dạ, 85 còn rồi. Dăm dăm. Dạ, nghe chậu sở thích ha. Hiện mấy chục năm rồi. Dạ. Nét văn hóa của người miền Tây mình ngày xưa giờ. Ở đây có rất nhiều cái thao ốc nè. Quá trời ốc luôn. Đây thì có một cái sạp bán đồ bò vải nè cả nhà. Quá trời bà con đang lựa vải luôn. Đó. Quá trời nhiều luôn. Trời ơi thả tim luôn rồi, quá trời. Vừa xinh đẹp vừa vui vẻ. Dạ có ghế ha. Dạ con nhìn sơn ngang tưởng con ngồi dưới đất không à. Con chỉ quay cô mua thôi. Dạ cô mua tự nhiên thoải mái đi. Ủa sao mình bán rau bánh xèo mình bán kèm với mấy cái rau kia hay gì? Tại vì hay là mình trồng cái gì mình bán cái đó. Thôi trả tiền đi, trả tiền cho con. Lấy đi. Thôi không lấy tiền luôn, trồng lấy tiền luôn à. Chết rồi. Rồi để con quảng cáo lên cho bà con ơi, con này bán không lấy tiền nè. Rất là nhiều rau.
giờ mình đi rất là lâu luôn mà vẫn chưa hết chợ cả nhà. Quá xa luôn à. Cái chốt nè. Này cái chốt đồng luôn nè. Trứng không cả nhà ơi. Cái chốt đồng nè, quá trời luôn, trứng luôn rồi. Cái chốt cái chốt nè, trứng không luôn. Cái chốt trứng không luôn hả? Ừ. Bên đây mình thấy có cái con nào bán bún riêu nè. Con này thì bán bên đây thì một cái gian hàng bán chè nè cả nhà. Chè gỗ cuốn bánh đà. Quá trời luôn rồi. Quá trời luôn. Vừa dạo một vòng ở phía đường Lê Lợi rồi bây giờ mình sẽ qua phía đường phía bên tay phải này nghe cả nhà. Đó, trời ơi cô bác ở đây chợ rất là dễ thương luôn. Em ở đâu ạ? Bây giờ mình sẽ mời bà con vào trong lòng chợ nha, để quay chợ ngã bảy có những cái hải sản hoặc là những cái loại cá đồng đặc biệt nào để gửi đến quý bà con nha. Rất là nhiều cá luôn cả nhà. Lương này đủ đồ cá trong cái thau luôn. Quá nhiều cá luôn. Trời ơi, anh lụm luôn kìa. anh lụm nguyên sâu ếch luôn kìa. Anh đang xỏ sâu những con ếch nè. Trời ơi hèn chi hồi nãy tưởng đâu ảnh lụm được, không ngờ anh đang buộc nè. Trời ơi. Rồi. anh đang buộc nè. Anh đang buộc. Trời ơi nãy giờ tôi tưởng ếch tôi nhảy ra tôi lụm anh. Vậy cơm gì vậy? Em thì Cao Tùng Vlog. Hả? Cao Tùng Vlog. Lụm hai con nè. Cả nhà quá trời luôn nè. Trời ơi sâu ếch này nè, con ếch chà bá phía trên luôn nè. Trời ơi năm bộ ếch nè. Này bán rau cải nè.
cô này có một nguyên một mâm cá tai tượng nè. Trời ơi quá trời to luôn rồi nè, hết hồn một mâm cá tai tượng luôn. Cái này là coi như là mình kè rồi nè ha. Ôi trời ơi, kè rồi nè. Trong đất miền Tây phải không? Cái giò heo kè rồi nhưng mà chưa kè. Trong đất miền Tây không? Rồi đây là cạo rồi. Đây nè, đây là cạo rồi, nó đẹp rồi ha. Mình kè xong mình qua đây cái mình cạo ha. Rồi bước cùng là mình quay nghe ba, quay rồi quay xong mình thằng đây. Rồi rồi rồi. Trời ơi, kè. Đảm bảo bao đẹp. Quá quá đất luôn nè, chịu nổi. Xinh đẹp luôn. Cuối cùng thì kênh Cao Tùng Vlog cũng kết thúc video ở đây. Thì mong mọi người luôn đồng hành và ủng hộ kênh. Các bạn nhớ đón xem những tập tiếp theo của kênh Cao Tùng Vlog nha cả nhà.